Rồi bác ba nói cái quá trình ăn uống của bác ba làm sao mà nó không có bệnh coi. Thì Ăn sáng này rồi lao tiên ăn động sáng sao? ăn sáng có khi ăn có khi không. Dự thường ăn sáng nếu mà không ăn thì bác ba uống nước hay sao? Không 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 ăn thì ba uống sữa hoặc ly cà phê, là tới 10 giờ 11 giờ ba ăn cơm, nó cũng no tới giờ đó, nó không biết đói nha. Rồi ăn cơm, ăn cơm là ăn ăn gì, ăn mấy chén rồi ăn sao? Ăn cơm là coi như năm khoảng năm năm nay đó ăn, thì ba ăn còn ba chén lần chứ, ba chén. chứ mấy mấy năm trước là ba ăn rồi 4 chén 5 chén không đó. Có năm năm nay là ba hơi lớn tuổi, hơi yếu rồi, là ăn nó ấy, nhưng mà khi nào mà có đồ ngon có thể ăn 4 chén, chứ khi nào mà có cái gì mà nó hơi lạ miệng chút rồi. Còn giờ bác ba ăn cái gì tôi cũng không, bây giờ là không biết thèm gì, chứ ăn là ăn để no thôi, nhưng mà ăn cũng rất được, ăn có bữa cũng ba chén cơm đều ra. Ví dụ sáng mà có đi làm đó thì bác ba ăn gói mì, còn nếu không đi làm á thì bác ba uống ly sữa. Bác ba làm một ly sữa mà cà phê sữa nét á. Bác ba làm ly sữa nó nóng đó, bác ba uống cái rồi nó no tới 10 giờ nấu cơm 11 giờ ăn. Mà bác ba ăn cơm đúng cử không không khi nào mà không khi nào mà để bác ba nấu hay là để tới xế 2-3 giờ mới ăn cơm. Còn chiều á hăng trễ lắm là 5:30, từ 5:30 tới 5 giờ là bác ba ăn cơm. Mà cả tối ngày lẫn đêm hôm bác ba không có ăn dặm gì hết. Tối không ăn tối ăn bánh bác ba không ăn sẽ. Có khi đi chợ đi búa hay đi gì bác ba đi xuống với mà thấy bác ba uống cà phê gì chắc bác ba cũng không ăn sáng luôn. Uống đi phê rồi rồi qua về này bữa rồi, rồi thường bác ba như ăn 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 cơm là coi như chủ yếu là ngày 2 bữa thôi. Ngày 2 bữa cơm thôi. Bữa mà trưa không có ăn dặm. Bữa trưa là 11 giờ. Đúng 11 giờ. Bạn ăn cơm với cá cũng cá bình thường thôi. Ít nhiều ăn ít nhiều sao? Không bác ba thì ăn cá bác ba ăn rất ít. Bác ba chỉ chủ yếu là ăn cơm thôi. Ví dụ có canh bác ba cho ăn canh, ăn bổi, ăn rau. Ăn với đồ kho thì cũng rau sống đồ chấm, rau mình trồng xung quanh đó ha, rau trồng á, đậu bắp hay là bầu bí xung quanh cái này cái kia luộc chấm. Còn mấy ngày ăn tương á thì ba ăn sườn non tí tàu hũ vậy đó, với nước tương chai của ba chiên sườn non ba ăn được rồi, ăn đơn giản thôi ha. Ăn đơn giản thôi, không cao lương cái gì đâu, con ba nào giờ ba không có ăn cao lương cái gì đâu. Trong dưới chợ ngồi ăn tốn thiếu 20-30 ngàn đồ mới tốn đi phê 7-8 ngàn bán tới 10 giờ tao ăn cơm rồi. Còn ăn tôi không thiếu 30 ngàn chỉ cho chút tiền. Mình nghèo đúng không, mình đã ra cái gì. Bác ba trừ cái chỗ nghèo đó mà Hà Thiện thành ra giờ tôi cũng quen cái này đấy. Nó quen gia đình bác ba cũng quen luôn, ăn ít bác đi bác quen ăn ít với cũng quen. Đồ ăn á nói thiệt với con không phải nó phách mày á ha, là con có ba thú hai mấy lớn vô ta ăn bữa ăn nè, hai ngón tay một con thôi. Nước bác ba trang chấm rau chấm đồ, chỉ là 2-3 miếng dài cơm bác ba dẹp miếng cá ba lớn. Bác ba không có ăn được, ăn nhiều bác gái mày với mấy đứa nhỏ còn la tao hoài. Thấy tao nghĩ cho ba sao ăn cá mạnh mạnh vô đi, ba nó chịu gì thì theo được, tụi nó mua hầm đồ cho tao không, ba ăn nhiều miệng ba thôi con. Con cá ăn mấy chén cơm luôn. Con cá là tao ăn hai chén cơm với rau rồi chấm nước mắm rau, chấm nước mắm dầm ớt the vậy ba ăn. Từ hồi nhỏ đó hồi bác ba chưa biết không biết sao em, chứ hồi tao mười mấy tới tuổi tới giờ tao không có đau cái không có bệnh gì mà ăn nghèo hết. Cảm sòn vậy thôi. Chỉ là lâu lâu là ví dụ như nó yếu cho mình rồi nó lạnh như đầu tôi bút 1-2 liều liều 3 ngàn bạc rồi. Mà bây giờ có bản thuốc này cho bên bà Hảo cho tao là hồi ngoái này là tao không có tốn tiền mua thuốc luôn. Bắc hả, thuốc Bắc hay thuốc Nam, thuốc Tây. Này như này của mấy ông thầy ở bên Hòa Hảo đó vậy đó hả, rồi mấy ông cộng lợi rồi mấy ông nào cảm ho sổ mũi, cảm ho sổ mũi an rồi đó cái uống vô liều. Thì có bạn khỏe tụi mình có gì hết, tao bây giờ tao để còn bữa nào bữa nào thử bệnh nhịn ăn bữa cho nó hết khỏi uống thuốc. Cười với cái bác ba là tốn cái bụng tao tốn lắm. Ấy bây giờ ăn cái gì nó cũng tiêu hết. Ví dụ như bác ba đi có cung bình cũng bọng rồi, nhiều khi ăn từ 7-3 nửa đêm nửa hôm rồi chiều đồ hô ăn cái này kia không tiêu nó. Mấy đứa nó trời cái bụng ông tốt lắm, ông ăn không có sao đâu, không gì. Bác ăn chiều là mấy giờ là trễ nhất? Chiều trễ nhất là 5:30. Ăn trước 5:30 chứ không ăn tối nữa, tối là không ăn gì ăn nữa. Mà con ăn cơm mà để 8-9 giờ là con ăn cơm rồi con lên con nằm con ngủ.
là mới cái bao tử của mày nó có vấn đề. Ừ, đúng rồi. Cái thứ nhất với cái thứ nhì, con nhịn đói quá, con để qua 12 giờ con ăn cơm. Ừ. Cái bao tử con cũng bị vấn đề. Ừ. Là mấy người đó lớn tuổi một chút, chết chết tao cũng đau bao tử. Ừ. Cỡ nào cũng đau bao tử, chứ tao dạy mấy đứa nhỏ hoài với bà giả tao hoài, tao nói ăn cho đúng giờ đúng giấc. Ừ. Tụi mới thấy tao tới giờ không, bao tử tao là tụi tao ăn thịt cái gì vậy, tao cái gì cũng không có bị bao tử tao đau. Ừ. Đúng rồi. Với cái nữa bà, để sáng ngủ tôi dậy là 5 giờ là tao đi cầu. À. Từ hồi đó tới giờ tao không bao giờ tôi đi cầu bằng ngày bảy tối trần dạng hay nửa đêm hay là 9-10 giờ sáng hay là 1-2 giờ phía 1-2 giờ trưa chứ. Sáng ngủ tôi dậy là đi một lần một rồi. Ừ, đúng 5 giờ. Là đúng ngày nào cũng vậy. Từ hồi ấy tới giờ bác ba biết từ ấy giờ. Ừ. Tao đi mần ở đâu cũng vậy nữa. À. Đi làm cái gì miễn ngủ thôi là từ 4-5 giờ tới vậy là. Ừ. Cái gì chuẩn bị mặt rồi lại đi cầu. Dạ, đi không, cầu không ăn vô, tối đó. Không à, đi tối. Cầu vô mới ăn uống cái gì làm cái gì đó là. Ừ. Thức dậy xuống miệng cái mặt rồi là con mắt đi cầu liền. Còn hồi xưa đi làm cho người ta đó là buổi sáng là ăn sáng. Ờ à, thì có đi làm thì sáng nó phải ăn sáng. Ừ, ăn sáng mấy giờ? À, ăn ví dụ như thì sáng 6 giờ 6 rưỡi ăn rồi 7 giờ mình làm. Dạ. Ừ, ăn sáng là ăn vậy đó. Chứ bác ba có làm đây cũng vậy. Là ví dụ bình thường nếu mà bác ba hồi trẻ đi làm mà ăn sáng là ăn cái gì? Hử? Ăn sáng là ăn cái gì? Hồi đó đi làm đó thì sáng ăn cháo lòng. À, cháo lòng. Ờ, à, ừ. Cháo lòng rồi có miếng bún như đó, vậy đó. Ừ, ăn vậy đó. Giống như ở quê chợ mới. Ờ, ở quê chợ mới vậy đó. Ờ, ăn vậy đó. Sáng đi làm thì ăn tô cháo. Còn có khi lâu lâu cái làm miệng cái thôi bữa nay nhảy ông cháo mua xôi. Thì mua cái cục xôi 5.000 bạc ai cũng no rồi. À, cục xôi. Ờ. À, đơn giản. Mà bác ba cũng thích xôi lắm. Hồi bác ba không đi làm mà bác ba chạy xe lôi đó. Sáng là tôi múc cục xôi, sáng là tôi múc cục xôi. À, có bắp không? Ăn bắp không? Bắp chà, bắp đồ này sáng bà cũng ăn đó. À. Ăn hết trơn á. Bắp bằng cũng tốt nha. Ừ. Mà bác ba nhớ hồi xưa mà cái thời ông bà mình hồi xưa mấy chục năm trước á, ăn cái gạo lứt á, ba nhớ không? Ừ. Hồi đó đâu có gạo sắc trắng đâu. Đâu gạo sắc trắng đâu, gạo nó đỏ đâu. Gạo đỏ. Tốt con người lắm coi. Ừ, mà sao bây giờ sao mà hồi xưa bác ba ăn cái đó có bệnh hoạn gì không? Không đâu, thì bác ba ăn cái gì hồi... tới sau này có lúa thằng nông có ba gạo trắng này ba ăn tới giờ luôn cũng bình quản vậy sau đó. Này có lúa thằng nông á ha. Ừ. Chứ hồi xưa cũng ăn gạo lứt không bác ba ở dưới Mỹ Tho bác ba cũng ăn cũng ăn ba gạo đỏ đó không gạo gì đúng rồi hồi đó xây đỏ đỏ không à gạo lúa mùa đó chứ gạo lúa mùa mà như đó hồi đó gạo lứt mùa gạo lứt lúa mùa đó gạo lứt lúa mùa đó đâu có thằng nông còn néo gì đâu còn bây giờ ba vụ gạo do công năng sức cái gì hồi đó như trồng cái gạo đó là 6 tháng hả bác ba 6 tháng rồi nhìn nó tốt không một năm con xạ coi có lần một có hai lần à có một lần bỏ đại rồi. Đó rồi có lần rồi bỏ đất khô cái qua năm tới cho con xạ lần nữa bỏ đất rồi cỏ gác rồi lên lúa gài rồi vậy đó cái là vừa qua tết là mình vô mình xạ đó ha. Mình xạ là tới gần lũ về là tới gần lũ về rồi lũ vượt xuống mới cắt đó lũ vượt xuống mới cắt nó vượt theo lũ đó lúa đó giờ chắc mất tiêu giống luôn mất tiêu giống không có nghe có gì nữa chứ hồi xưa đó là gần mưa có mấy dãy lúa hột để học cho mưa nó lên mưa lên chừng mưa có nước rồi cái lũ về cái nó theo nước chừng lũ hạ xuống đó tháng 10, tháng 11 mình mới gặp đó. Sướng hay làm ở đó làm nông khỏe cái đó là ăn lúa đó không mà lúa đó nó đâu có sâu gầy đâu có phân bón con đâu có phân bón đâu có thuốc men gì đâu bây giờ trồng càng sâu càng phân thì lại là càng nông dân nhiều. Càng khổ càng mang bệnh nhiều. Mang bệnh mà càng khổ mà ba cái đồ bây giờ á từ nhỏ tao dạy đó ăn cái gì thì làm ăn cho kỹ với một cái nữa đó là ăn ba cái đồ mà kêu ba cái đồ mà nhập là đồ nhiều quá nguy hiểm lắm ba cái đồ chế biến công nghiệp bánh trái đồ chế biến đồ nguy hiểm lắm ăn ba đó ăn ít tự nhiên ăn nhiều các bạn này nhiêu tuổi rồi 39 rồi con 39 qua tết tao 70 rồi dạ sức khỏe ba giờ tôi thấy cũng khỏe lắm có lớn tuổi mà yếu mần yếu một lần vậy thôi chứ còn sức khỏe ba con ấy lắm Rồi chuyện vợ chồng này kia làm sao? Cũng còn lai gai được. Có lai gai không? Cũng còn được. Là bao lâu là... Khoảng từng 10 bữa. Từng 10 bữa? Ừ. Là làm cái? Có giờ có vắng là đi vắng thì thôi, chứ ở nhà thì tương tương đến 10 bữa làm cái. Lương làm cái được. Hay dữ ta. Ừ. 70 mà vẫn còn luôn? Còn luôn. Bình thường như trai tráng luôn? Bình thường nha. Hay dữ ta. Trời con trai nó còn mạnh lắm mày con trai tao mạnh lắm hồi ba mấy 40 sinh lý mạnh ha tao mạnh lắm mà có bí quyết gì không đâu có gì đâu cũng ăn uống bình thường mẹ cũng ăn uống bình thường nha bác ba đâu có ăn đồ tẩm bổ mẹ như người ta bồi bổ ăn không thiếu ăn đồ hầm đồ này kia cái nọ ăn cục què tao ăn không thiếu cục què cũng thấy mày á thiếu cục què cũng quẹt
vậy đó. Hồi nói mày hồi 50 tuổi cho lợi đó, đúng không? Hai bữa ba bữa đều ra. À, cứ hai ba bữa là mệt cỡ nào ba cũng làm được hết trơn. Khỏe lắm. Hồi đó nó khỏe phấn cho mình lắm, không có thấy gì chứ. Bây giờ cũng vậy nè. Cũng không thấy. Thế là xong rồi đi ra là bình thường. Cũng bình thường thôi. Không có mà mệt bủa quải cái gì ba ba đấy. Nhưng mà nó yếu một lần là ví dụ con làm liền như một lần nó không có lên đâu. Nó không lên. Nó có thời gian. Nó phải có thời gian đó là kia, tại lớn tuổi cái sinh lý mình nó càng giảm. Thì thế nào cũng giảm hả? Thì phải dắn lâu vậy nó mới lên được. Nhưng mà bả làm sao? Hả? Bả cũng đáp ứng bình thường. Bình thường. Hay với ta. Bả nay năm nay bả 64 mà bả nhỏ hơn tao 5 tuổi. Vợ chồng cũng hòa hợp ha. Hay ha. Rồi bà ăn uống là cũng như giống bác ba thì hai sống với bác ba thì ăn vậy đó. Bà con cái là bà tao gầy bà hoài, bà con cái là nhiều khi tới bữa tao ăn cơm mà bà chưa đi bụng có nó ăn cơm đi chút tôi ăn tao la bà hoài. Nó lố vừa ăn đó mới mất bà tử mà có vấn đề đó. Đừng có ăn vậy, tại bác tại ép bà ăn với tao luôn. Bà nói tôi không đi bụng tôi ăn không được. Không được, cố gắng ăn đi, ăn no. Rồi bác ba mình là uống gì, ví dụ như ăn cơm xong uống nước uống gì? Bác ba uống nước trà hoặc uống trà đá. Mà bác ba không uống nước lạnh nha. Không uống nước lạnh. Nước khoáng là tao không uống nước lạnh nè. Nước lạnh bác ba ít uống lắm. Chỉ là bình trà lúc nào cũng ở trong nhà. Dù là trà nó nguội nha. Cũng uống nước nguội nhưng mà cũng dẫn nước chín. Dẫn nước chín thôi. Tức là nước nấu để nguội. Nấu để nguội. Không nấu mà bác ba để trà luôn. Nguội bác ba cũng uống trà nguội vô thường. Tức là chăm lúc nóng rồi nó nguội thì mình uống vậy. Nhưng mà không uống nước đá. Không uống nước đá. Uống đá nhiều không tốt. Đúng rồi, lạnh bụng. Uống đá nhiều nó cũng dở lắm. Không rồi bác ba như ăn cơm xong uống nước liền hay là sao, hay là ăn cơm rồi bác ba rửa miệng uống nước liền. Uống nhâm nhi trà thì uống vậy. Mà ăn cơm rồi uống nước nhiều á, ăn cơm á con độ nó lớn tuổi á thì tuổi con còn nhỏ không biết sao. Chứ lớn ha, ví dụ con ăn cơm mà độ là như 4 chén con no đi. Ăn 3 chén rưỡi hiểu rồi. Còn ăn nữa, cho nó lưng bụng. Lưng bụng nữa chén đó ăn cơm rồi con tán một ly nước gì vô. Rồi buổi sáng sớm bây giờ bác ba thức dậy á, là đi mắt đi cầu á, là trước đó có phải uống nước gì không? Không, không có gì hết. Chỉ xuống miệng cứ mặn thôi rồi. Là nó tự nhiên nó mắc cầu đi. Bác ba đốt đi thuốc, bác ba hút ngồi chút xíu là nghe mắt đi cầu rồi. Xé giấy là rồi đi lâu đi nhanh không? Mau đi nhanh lắm, đi thoải mái lắm. Không có nặng nề chứ. Không có bị bón gì. Không bón, đi ra ngồi bác ba đi là nó vừa lỏng nó vừa ấy, nó ra nhẹ nhàng cái hormone bác ba lắm. Nó không có gì nặng đề. Phân nó màu gì? Màu vàng. Màu ngà vàng. Vàng vàng. Có khi mà mình ăn lỡ mà mấy bữa mình ăn cháo mà có ăn huyết đó. Cái đi cầu cái ra cái màu đậm đen là bác ba nói ăn huyết đó. Máu. Còn bình thường ăn rau củ bình thường. Ăn rau củ rồi. Màu vàng. Cũng màu dài. Cái nữa là con cần giữ cái giấc ngủ. Giấc ngủ sao? Giấc ngủ con là 100% là giấc ngủ tốt nhất. Thì ví dụ ba ngủ là mấy giờ tới ngủ mấy giờ ha? Thì nếu bình thường nếu con có công chuyện thì lỡ thức khuya một hai bữa thì thôi. Còn ngủ bình thường đừng để quá 10 giờ. Cái đó có ai chỉ bác ba không mà? Không, cái đó tự mình. Tức là cơ thể mình. Cơ thể mình nó quyết định vậy. Ngủ vậy mà 4 giờ thức. Còn nhỏ nếu tụi con ngủ có mê được thì gắn rồi tới 7-8 giờ thì cũng tốt thôi. Bị cái nhỏ nó khác, còn tụi già thì khác. Bác ba hồi đó bác ba còn trẻ, tao đi mần cũng vậy nữa. 10 giờ ngủ, 4 giờ thức, 5 giờ đi cầu. Rồi sáng có tập thể dục gì không? Không tập vụ chứ. Tại mình lao động rồi hả? Ngày mình lao động rồi, mình làm lao động đủ thứ chuyện. Bác ba làm nhà, làm thợ rồi nhiều khi ba chạy xe lôi đạp, tao làm uống. Lao động tao nó đúng trước tay làm hết. Nhưng mà giấc ngủ nếu mà làm gì được, thì cái giấc ngủ đó với chưa con ngủ được nửa tiếng đồng hồ là cái sức khỏe. Chưa là bác ba ngủ mấy giờ? Không? Mấy giờ ngủ? Hả? Mấy giờ bác ba ngủ? Ăn cơm 11 giờ cỡ 12 giờ là nằm cho khỏe rồi một lát 12 giờ bác ba ngủ là 1 giờ bác ba dậy.
11 giờ ăn cơm xong rồi cái mình ngồi mình uống nước nghỉ ngơi, uống nước rồi nghỉ ngơi tới 12 giờ cái nằm ngủ giấc, 12 giờ nằm ngủ giấc. Ngủ đó là mình ngủ say ngủ hay là nằm thôi? Nằm cũng được, nếu mình ngủ không được mình cũng phải nằm nghỉ. Nghỉ ha. Nằm nghỉ một tiếng hồ mình dưỡng cái động cái tinh thần của mình đi làm lại. Rồi có 1 giờ bắt đầu dậy làm đi làm. Có khi bác ba nằm vậy, bác ba ngủ chậm bắt, tao ngủ chậm bắt chừng khoảng 15-20 phút rồi. Vậy mà thức dậy, con thấy rửa mặt cái mày rồi khỏe rồi đi mần thấy cho bình nó ăn. Còn mà con không ngủ cái nó lừng khừng làm như thế là con người mình nó quể quải, nó không có hăng hái trong chuyện làm. Nó vậy đó, cố vỗ, cái giấc ngủ cần thiết cứ ngủ. Dù lỡ có một chuyện gì quá đó, mới nên thức, chứ còn đừng để thức quá cái giấc ngủ mình đó. Quan trọng dở lắm. Đó là cái sinh lý, cái tình ấy của mình là nó mất, nó liên quan đến sinh lý đó. Nó mất gì lắm. Con coi sách, con có coi sách trong vấn đề đó. Cho mình cố gắng giữ giấc ngủ. Giấc ngủ là tốt nhất. Có nhà bác ba ngủ rồi nửa đêm 2-3 giờ thức dậy không hay là? Có thức dậy đi tiểu chứ. Cũng có. Tối bác ba uống trà nè. Ngủ một giấc, ví dụ 10 giờ bác ngủ không? 9 giờ. Ở dưới sớm trước thì có ba thức còn tới 10 giờ, chứ lên đây là 8:30-9 giờ và ngủ rồi. Ở bên này 8 giờ và về là chung muộn, chút 8:30 và chung muộn ngủ rồi. Ngủ okay. Vậy là chừng 2 giờ vậy thôi. Dương mình thức dậy là từ 1 giờ đến 2 giờ, đêm nào như đêm nấy. Hay đi tiểu, bị tiểu. Uống trà đó. Thứ gì nhưng mà tiểu. Cái tiểu đó là mới sau này mới đi hay lúc trẻ? Lúc trẻ không có. Lúc trẻ mình không có. Là cỡ khoảng mấy tuổi bắt đầu mới tiểu đêm? Còn khoảng 40 mấy tuổi mới có tiểu đêm. Là đi tiểu một lần nó vô ngủ tiếp vô tới ngủ sáng tới sáng luôn. Vô cái thì nằm vậy là cố dỗ với ngủ chứ nín là không được ha. Nín con đâu ngủ được. Nín là ngủ được. Trời, có bữa qua mần nhiều mà mê mệt quá rồi tao nằm tao gán mà cứ lăn qua lăn lại hoài cái tao dán một tao chung ra để mấy bữa mà trời mà lạnh quá trời đó. Lạnh quá bữa hổm đó biến đi là biến đi rụng ra không được, tóc mà ra thì lạnh rồi. vậy đó gán ra trời mà ra hồi đó đứng thì gió hù nhưng sao rồi. Chỗ của ba đó gió dữ lắm, cũng gán còn không tiểu vô làm sao ngủ được, nó nặng cái đì chết. Sao mà ngủ được, đi tiểu vô cứ chùm mền cứ cái tới sáng 5:30 luôn, mấy bữa bớt cái tao ngủ tới tới 5:30 luôn sáng bét luôn. Còn mỗi bữa ăn bác ba là đều có rau hết, rau sống hoặc là rau luộc gì đó có. Rau sống rau cải gì cũng có, không có thì dưa leo. Rồi nếu trên này mà thiếu rau thì bác ba gì dưới ba dưa leo hay cải salad cải hay là rau muống gì đó gì đó, bác ba luộc rồi hoặc là nấu miếng canh cho nên bột ngọt thôi chứ không cần cá. Ba ăn không cần cá nha. Tao mua một bó cải ha. Có bữa ăn không cần thịt cá luôn. Không cần cá luôn. Rau không cơm với rau. Rau cải vậy rồi chén nước tương của ba dập ớt cho cay cho ba sẽ chan vô tao là ăn nhờ ăn nước. Ăn có cái nước nhiều. Có ba ăn cơm là phải có nước, nói chung là cơm với nước tương nước mắm rau thôi cũng đủ ha. Canh thì ba phải chan. Nhưng mà bác ba ăn vậy ba có sợ thiếu dinh dưỡng không? Nhiều khi mình có nghĩ thiếu dinh dưỡng hay không hay là nó quen rồi? Nó quen rồi. Ông bà hồi xưa ba mẹ bác ba cũng ăn vậy. Nó quen cái chất rồi con ơi. Quen rồi, thấy người bác ba cũng khỏe mạnh, tao thì nó cơ bắp này kia nó không có mập mạp như người ta thôi chứ còn chúng mình thì khỏe lắm, thoải mái lắm. Chạy bác ba ăn uống vậy nó quen rồi. Ở sống ở đây không mấy đứa nhỏ với cái thời cuộc bây giờ, thời điểm bây giờ á, đồ ăn thì vật chất nó nhiều. Đồ mà lên tới là con nó mua ô dung với dèo. Ba ăn đi ba ăn một nội tao ăn nổi. Ăn sao nổi ăn. Về chổng á, mấy đứa gái dòng tôm cào đó, cái đó là con vanh nuôi. Tôm cào sông, tôm cào sông mình đó, tôm càng xanh mình đó. Tụi nó làm 4-5 con nó nướng để ta ăn hết 4 con tôm đó đi. Ta ăn hết 4 con tôm, ta không ăn được miếng cơm nào chứ. Một con, một ba con hết nữa con. Một con đó tao chấm muối ớt rồi là làm tao cạm với rau đồ kia tao ăn là tàn bữa cơm tao rồi. Bà nó ép tao ăn cho tao ăn có 2 con. Ăn 2 con vậy thôi, ba để bọng đi chiều ba đi già ba ăn. Mua cho ba ăn đó. Trời, con cá. Còn cái vụ mà bác ba bị kiết lỵ đó là thường ăn cái gì mà bị? Ví dụ mưa ban ngày mình ăn gì? Không biết nữa. Cũng không biết. Lỡ nhiều khi nó nóng trong mình rồi nó bị coi. Lâu mà cũng không có khó gì đối với mình. Ha, bác ba biết nó bị rồi phải không? Có nghĩa là sáng mình đi cầu rồi. Mà tới 9-10 giờ cái sao nó quẩn bụng cái đi cầu nữa. Mà đi ra cầu ngồi mà không có đi. Mà cứ gặn hoài không đi. Không phải bón là bị nóng. Kiết lỵ là bị kiết. Mua một gói hột é tôi ngâm vô một lý cối tổ mẹ để vô dưới đường nó lỡ tôi quấn cái tới buổi sau chân liền.
không cần uống thuốc men gì hết, bác ba uống hồi đó tới giờ vậy không. Một ly vụt bé liều, đừng để đường nhiều nha, một ly cao vậy mà để uống cà phê thôi, lớn lớn lợi để đường nhiều thì nó rồi bác ba ăn uống ăn có ăn muối nhiều không hả, ăn muối nhiều không, ăn thì, uống bác ba ăn thì, mặn không, mặn muối, mặn không? Muối rồi đồ làm đồ ăn á, ăn cũng ăn mặn, ăn mặn là uống nước nhiều. Ăn có chất mặn của nước vô nó mới nhiều ngon à, chứ ăn lạc bao bao ăn không được đâu. Canh đồ lạc rồi phải chan ăn mặn mình mới làm cực được á. Tại vì làm cực ra mồ hôi nhiều á, nó cái chất muối nó ăn ra. Mặn tốt lắm con dạ. Ăn đừng có ăn lạc quá, nhưng mà bên bây giờ thì nó khuyên đừng nên ăn mặn, sợ huyết áp. Ngày sợ huyết áp không ăn mặn hơn cái đó. Rồi bác ba có bị huyết áp cao không, hay gì không? Không thì không có bệnh gì huyết hết, huyết áp bình thường. Tiểu đường cũng không? Không, đó giờ có biết cái tiểu đường tôi là sao đâu. Hay quá, có bệnh hoạn gì đâu, có đi khám đâu biết à. Mà cũng đâu có phát bệnh gì đâu. Mà nó đâu có phát bệnh gì đâu, khỏe phắn. Phải có bệnh lại bác sĩ khám mấy cái có biết. Hồi nãy giờ tao cũng chưa không có khám bệnh nữa, rồi có biết có tiểu đường hay không nữa. Không có thử máu không có biết nữa. Mà điều máu tao đó là cái loại máu ô à, loại máu tốt, máu bà loại máu tốt. Bị gì hồi rượu bia vậy bác ba có uống không? Không, hồi nào gì không bác ba rượu không, không uống rượu đó, hút thuốc thôi. Hút thuốc thôi, thuốc uống cà phê. Hút thuốc dạng ghiền không, ngày uống ghiền à? Bác ba hút ngày gói này à, vậy đó hả? Basto hả? Mà thuốc này thôi nha, chứ vét thì vô hay ba số gì bác không hút được. Hút cái này à, nó lạc. Hút ba thứ kia nó đậm, nó nặng lắm, nặng đô lắm. Bác có cự không hả? Hút thuốc bà có cự không? Bà kêu tao bỏ hoài đó chứ. Yeah. Bà tao kêu bỏ.